Vậy là bây giờ con, vậy là bây giờ con sẽ xem có gì con mát mẹ đúng không? Hả? Mẹ đúng không? Để Hả? đi lại đi bà ơi, mắt coi mắt coi mắt gì? Mắt chúng ta đi rồi. Mắt coi hai gì nè? Gì? Giờ quên chữ rồi, bà đi. Con không. Hello, chị Thủy đấy. Bảo Ngọc, thôi đừng có mở ra nữa, Bảo Ngọc ơi. Thôi thế thì con theo dõi có gì thì con mách mẹ nhá. Mẹ ơi, con này ghê lắm mà. Hử? Con này ghê lắm mà. Cái nào? Ui, ghê quá Bảo Ngọc ơi. Thôi, mẹ sợ rắn lắm. Đừng mở. Con nhỏ nhưng mà con bỏ. Hả? Con nhỏ cái gì cơ? Con nhỏ nhưng mà con có vỏ. À, con nhỏ nhưng mà con có vỏ hả? Mỗi cái là con sợ rắn thôi. À, mỗi cái là con sợ rắn thôi, ok. Con nhỏ nhưng mà có vỏ, mỗi cái là con sợ rắn. Với lại sợ rắn. À, à vậy hả? Ok, cục con chăn nữa. À, vậy hả? Ừ. Alo. Dạ. Có gì mai mẹ gọi con để mà ấy. Ok, Indonesia. No spam, Bảo Ngọc good, smart adi good, Lê Thị Tông lúc mắt adi. Dạ. Mẹ ơi, con, ủa mẹ, tại sao mẹ lại ở bên nhà chú Tấn ngoài á? Ừ, mẹ ở đây mẹ đi quay phim chung với chú Tấn, đi quay video chung chú Tấn với mọi người, ngày mai mẹ cho coi video nhá. Video gì? Tắt điện thoại đi nhá, để mẹ dùng Google dịch để nói chuyện với các cô chú bên Indonesia một chút nhá. Mai được nghỉ học đúng không? Đúng rồi, mẹ hỏi thế rồi. Ừ. Ok, con bye bye các cô chú đi. Nào tắt cái video đi. Tắt cái video đi để bye bye các cô chú nào. Con bye bye các cô chú. Con nói đi. Bye bye các cô chú. Con chúc các cô chú buổi tối vui vẻ. Các cô chú xem like của mẹ Hương vui vẻ nhá. Các cô chú xem like mẹ Hương vui vẻ nhá. Bye bye các cô chú. Ok mọi người. Indonesia. Nếu mà mikirkan masa, tôi không nghĩ về quá khứ. Bạn có thể yên tâm. Saya tidak memikirkan masa lalunya. Anda dapat yakin. Okay, Indonesia. I love you.